Xin chào mọi người, lại là Ren đây. Hôm nay thì mình sẽ đi tiếp tế cây Hắc Uyên Bạch Hoa, chờ nó mở event spending nhưng mà lâu quá, hình như là nó không mở luôn rồi. Hôm nay là 30 Tết rồi. Thì các bạn nghĩ là tại sao mình không mở Ron vào ngày mai là ngày mùng 1 Tết, nhưng mà mình sợ đen lắm. Ngày mai mà Ron không ra là đen cả năm, cho nên là cứ Ron vào hôm 30 cũng được. Cũng phải Ron lấy cây Hắc Uyên mà chơi. Nói chung là cái raid lần này nó cũng, nói chung là đừng ra cái Obscuring Wing với lại Viết Thánh của Raven là được. Mệt lắm, mình full set rồi, bây giờ nó cho thêm một set nữa chắc khóc luôn. Ok, không biết có nên xin cái con Aizen nữa. Thôi thì cứ một nháy đầu tiên đã. Biết đâu một nháy ra Hắc Uyên. Man, nó không ra rồi. Cái raid này thì nên run x1 thôi, sợ x10 nó thừa ấy. Cho nên là video ngày hôm nay có thể là sẽ khá là lâu đấy. Thôi thì cứ x1 thôi. Biết đâu ra cây Hắc Uyên thì sao? Không sao, đến 5.5 nó vẫn cho rất là nhiều vé. Oh! Really? Really? Ôi! Nice. Ôi! Trời ơi là trời! Trời ơi là trời! Mình không nghĩ là nó lại ra dễ như thế luôn. Really? Ôi! Ôi trời, thôi video kết thúc ở đây rồi. Có nên run không biết có nên run Bronza không? Ôi giời ơi. Có thể luôn. Kiểu mấy bạn nhắn tin khoe với mình toàn kiểu một hai nháy là ra rồi. Mà mình nghĩ là không dễ như thế đâu. Nhưng mà không ngờ. Thôi, cái này không phải bài chó rồi, mọi người nên quay nhé. Đâu rồi, đây 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 đây. Rồi sau chuỗi ngày cầm cây thương điều chỉnh thì cuối cùng cũng có Hắc Uyên. Wow. Thơm thơm thơm. Ê, mọi người có nên điệu luật không? Hình như không rồi. Ôi thôi chết rồi, không đủ. Mình đâu có mở khóa cái gì đâu nhỉ, mà sao đã hết này. Shop tinh thạch. Mua được bao nhiêu cái ta? Ủa, 12 cái luôn. Ba cái là đủ rồi phải không nhỉ? Yeah. Ôi thơm. Thề luôn, thơm vãi chưởng luôn. Lúc đầu thì mình nghĩ là nên không Ron, nhưng mà chẳng nhẽ BKE top mid lane bot Elysia thì nghĩa lại không có Hắc Uyên, nó lại cứ thế nào đấy. Ủa, không có đột phá siêu hạn à? Rèn vũ khí. Đâu gòi. Đây. Ủa, phải điệu luật nữa à? Yes. Đâu rồi. Rất nhiều nguyên liệu luôn. Để dành để mở. Mình để dành từ rất là lâu rồi. Phần này G-Show.
Zizou tới công chuyện luôn. Nhưng mà mình vẫn chưa có HOS, chắc là 5.5 sẽ Ron. Còn thêm HOS nữa. Wow. Đấy, Argen này khó có ở 5 cây dát vàng. Mình 324 thế á. Ít nhỉ. Sao tấn công ít thế trời. 19, 18 mà. À cái này có 14 thôi. 17, 20. Nói chung là được, nói chung là thơm. Ok. Bye bye mọi người nhé. Mọi người nên run cái này. Thơm quá, quá thơm luôn.